Ronaldo lần đầu lộ diện sau lùm xùm dọa đánh trọng tài. Ngày 10 tháng 4, một số fan bắt gặp Ronaldo xuất hiện trước cửa khách sạn The Ritz-Carlton, UAE. Được biết, đây là địa điểm lưu trú của toàn đội Al Nassr cho trận đấu với đối thủ Al Hilal vào hôm 9 tháng 4 vừa qua. Theo tiết lộ, địa điểm này có giá thuê mỗi đêm lên tới hơn 20.000 đô la Mỹ và khoảng 500 triệu đồng. Dù được tận hưởng những tiện ích hàng đầu, Ronaldo vẫn không thể vui nổi. Lần đầu xuất hiện sau lùm xùm dọa đánh trọng tài, Ronaldo trầm ngâm suy nghĩ. Khi một fan yêu cầu ký tặng và xin chữ ký, Ronaldo vẫn chấp nhận nhưng không còn nở nụ cười thường thấy. Những kỷ lục khó phá của Ronaldo và Messi ở Champions League. Cùng với loạt trận ở vòng tứ kết Champions League 2023/24, bộ đôi ngôi sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đang được nhắc nhiều đến khi tiếp tục thống trị nhiều kỷ lục, dù không còn thi đấu ở giải đấu danh giá này. Trong suốt những năm so kè ở Champions League, bộ đôi Ronaldo và Messi đã phá vô số kỷ lục mà sẽ khó ai có thể vượt qua trong thời gian dài. Với Cristiano Ronaldo, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã chơi 19 mùa giải ở Champions League với 3 câu lạc bộ, MU, Real Madrid và Juventus, đồng thời đoạt danh hiệu vô địch Champions League 5 lần. Không có cầu thủ nào ra sân nhiều ở giải đấu hơn Ronaldo với 183 lần ra sân. Anh cũng là người có số bàn thắng ghi được nhiều nhất trong lịch sử giải đấu với 140 lần lập công. Bên cạnh những dấu ấn này, Ronaldo còn bổ sung thêm các kỷ lục khác. Cụ thể, CR7 là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong 11 trận liên tiếp và là người duy nhất ghi bàn trong 3 trận chung kết. Anh cũng giành danh hiệu vua phá lưới Champions League trong 5 mùa giải 2007/08, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18. Trong khi đó, Lionel Messi cũng có 19 mùa giải ở Champions League, 17 mùa với Barcelona và 2 mùa còn lại với PSG. Trong thời gian này, Messi đã 4 lần đăng quang trong màu áo Barca. Trong 163 trận đấu, Messi ghi 129 bàn và kiến tạo 45 lần. Messi lập kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng bảng với 80 bàn, 71 bàn trong đó ghi được trong màu áo Barca và không ai ghi nhiều bàn thắng trong vòng 1/8 như ngôi sao người Argentina, 29 bàn. Messi còn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho một câu lạc bộ tại Champions League với 120 bàn trong màu áo Barca. Ngoài ra, ngôi sao hiện tại của Inter Miami đã ghi bàn trong 18 mùa giải liên tiếp, một thành tích mà không ai có được. CR7 và Messi cũng chia nhau đứng nhất, nhì trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Champions League. 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại Champions League. 1. Cristiano Ronaldo, MU, Real Madrid, Juventus, 140 bàn. 2. Lionel Messi, Barcelona, PSG, 129 bàn. 3. Robert Lewandowski, Dortmund, Bayern, Barca, 94 bàn. 4. Karim Benzema, Lyon, Real, 90 bàn. 5. Raul González, Real Madrid, Schalke, 71 bàn.